Kính Bạch Sư, bài kinh mở đầu và hồi hướng khi kết thúc mỗi lần sư giảng pháp trên YouTube là bài kinh gì, do vị nào đọc, và con có thể tìm thông tin bài kinh đó cũng như tải đoạn kinh do vị ấy đọc ở đâu? Gì, chờ một tí. Cái tên của cái bài đó, quý vị tìm ở trên YouTube, tìm trên YouTube. Đây, Daily Buddhist Theravada Pali chanting by Vajiratthamathera. Ở đây đó là có sẵn lời và cái bản dịch luôn. Đấy, quý vị bấm vào, quý vị nghe. Đây là tên của vị này ha. Tỳ kheo Vajiratthamma. Và ở đây là có cái lời dịch. Đấy, cái lời kinh. Lời kinh và có cái bản dịch ở dưới nữa. Muốn quý vị có thể bấm ngưng cái màn hình lại để quý vị ghi cái tên ha, và tìm trên YouTube.